sắp tới rồi, trời ơi. Anh em thấy tôi cầm một mót nặng chết nè, tôi cũng than mà anh em than. Thôi mới nó xong vậy. Trời ơi. Thôi đồ ăn luôn đi. Không sao, không sao, không sao. Bữa nay mà không có đồ ăn là nghịn ăn luôn đó. Thôi cô quên đồ cái tôi quên cho. Để anh đỡ cho. Vô vô. Lên mà mày bay lên. Đây rồi cái thùng đó ai kinh. Anh em dính lên coi lắm. Trời ơi đi ra coi. Nặng quá, nặng lắm anh em ơi. Cướp. Còn ai kinh cái thùng này? Tôi. Không được, không được. Đi ra đây để cho anh ba kinh đi anh ba. Đây đây. Gai đâm lủng lưng luôn anh em ơi. Trời ơi, có hình cũng không xong nữa. Bây giờ dính cái tay luôn trời. Dính vô cái móng tay thì gỡ ra có gì đâu mà than. Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi, hôm nay anh em mình tiếp tục ra đồng quay lễ xe ghi cắm trại ngoài đồng nha các bạn. Quá cái trường. Nhưng mà thầy, thầy lựa cái chỗ cắm trại gì mà đồng heo mông quạnh chứ thầy. Thầy biết là tụi em ha là đi bộ á, từ lúc cái đầu ngoài chẳng có vô tới cái đầu này mà thầy không cho tụi em đi xe. Đúng rồi á. Trời ơi, sáng sớm anh em mình phải tập thể dục để cho có sức khỏe, có năng lượng, có sức sống. Cứ ra đồng cắm trại được. Nhưng mà tập thể dục thì mình phải đi một mình, một thân một mình thôi thầy. Mà đi tụi em nhét liều nè, đồ ăn nè, đồ uống cái thùng mót nó thiệt cực dữ lắm thầy ơi. Trời ơi, cho em tập gym mà còn đòi gì nữa. Lâu không mau lên chuột nè. Đúng rồi. Sớm cho mấy em gái mềm. Nhưng mà tem mình hai thằng thiếu canxi em nữa hả thầy? Ai? Chậm như là anh ba thiếu canxi rồi thầy. Gì vậy? Em nói thầy nghe nè. Nói đi. Giang thấy em yếu. Giờ em cái thùng bỡ lớn như là. Anh Giang đừng khúc. Em nói. Anh nói anh em ơi. Cái em để đó. Cái gì em lăn dính mũi khóm luôn. Cái lưng em giờ chứ em ốm gụi luôn nè. Nằm im giống luôn. Cái thùng gì chứ? Thùng mót, đừng đồ ăn á thầy. Trời ơi. Trời. Cái thùng đồ ăn thầy có sao không? Cái thùng đồ ăn thầy có sao không? Sao lại với em thầy hỏi không ba? Đồ ăn thầy quan trọng hơn em ơi. Tại vì có thể nuôi tới chín đứa lận. Đúng rồi. Ví dụ cái thùng nó có sao là chín đứa nhịn đói luôn á. Này cảm ơn em đi. Tại sao cảm ơn? Bây sao? Khi nào khi mà anh Trọng gớt ngày thì đã có anh Lé. Anh Lé đỏ thùng mót đớt cái đụng. Rồi hư luôn. Chưa hư. Hên. Anh Lé nhìn được, anh Lé nhìn được. Là em có ghi lại được không? Được rồi mà. Đây nhưng mà bánh bưởi khóm. Hả? Bánh bưởi khóm. Rồi bưởi khóm có sao không? Sao hả mấy em ngứa chết luôn thầy. Nãy bưởi khóm có hư cái nào không? Nói chung mà xịp lép rồi thầy. Nãy mấy anh em bù lại thùng mót luôn mà. Ngồi ngoài mình à. Nằm bưởi khóm dính bưởi khóm. Yeah, thầy nghĩ em là chắc cũng không có sao đâu. Được. Chắc hư bưởi khóm của thầy rồi. Ủa lộn của người ta rồi. Ha. Không sao không sao. Ok. Rồi hôm nay anh em mình tiếp tục ra đồng quỷ tan nát nha các bạn. Khoan. Cho em hỏi cái này một cái. Giờ mình ra đồng mình cấm chạy rồi. Giờ thầy cho 24 giờ hay 48 giờ khoảng 72 giờ khoảng một đống giờ. Chứ tụi em đây nhiều tụi em ngán lắm. Được á. Đúng rồi thầy. Thì đứa muốn bao nhiêu giờ? À mà. Em chị muốn bồn. Rồi chị muốn mấy giờ? 2 giờ. 2 giờ. Cấm chạy gì 2 giờ. Alo. 24 giờ thầy ơi. Không, 24 giờ. 24 giờ. 24 giờ. Thầy. Em mới vô chưa được bao lâu mà thầy cho em một combo 72 giờ rồi đó thầy. Có sao đâu, mình phải thử thách như vậy thì các bạn mới coi em kiểu như em có chịu đựng nổi thì em có sức sống trong em hay là không. Đúng rồi. Tôi mày đừng có bốc quét. Thì mới quay được với mấy anh em phải không? Hả? Đó thì em chịu được thì giờ em vô tem. Đúng rồi. Còn em không chịu được ha thì hãy cho em tập gym thiếp. Trời ơi em tưởng là thầy đuổi em chứ. Dễ gì có ai đâu tự nhiên đuổi. Thầy ơi em mới dưỡng chán được có 2-3 ngày thôi á. Thầy bắt ra đây quay 24 giờ. Ngày mai em về em phải tắm trắng lại nè. Nữa không em đen như bông cong. Em đen như bông cong luôn á. Em giờ phải đi tẩy trắng luôn chứ tắm không trắng nữa đâu. Thầy sao thầy nói chị Trang em vậy? Chị Trang yên tâm đi. Về nhà em sẽ cung cấp cho chị một combo tắm trắng. Có không? Có. Tao mới nói nhiều. Ok. Cho chi nữa kìa. Chi này trắng sẵn rồi thầy. Trời xíu em đen luôn á. Gì nữa?
Em không muốn nữa thầy. Em muốn nữa hả? Dạ. Thôi em phải thuốc tăng cân thôi em ơi. Rồi có, tôi cần đi cốt. Vậy em được không thầy? Em hả? Này là với đầu hai luôn. Này là với đầu hai luôn. Trời ơi, mày sao à? Đủ rồi đó. Rồi, thì sáng sớm anh em tập thể dục khỏe không? Dạ rồi. Mình sáng khoái đúng không? Dạ. Thì giờ vô cắm trại được chưa? Dạ. Nhưng mà em có một ý kiến. Rồi nói tiếp đi em. Thầy phải mua đồ nhiều nhiều nha thầy, chứ hồi trước em đi em ốm 2kg rồi đó. Đúng rồi. Cái gì ốm 2kg vậy? 72 giờ mà em ốm 2kg là thầy biết cái nào? Em lên 1kg. Vậy là tại em ăn ít em ơi. Đúng rồi, em xuống 1.5kg luôn thầy. Mấy đứa này xui bóc trứng đội đồ ăn không có được nhiều á thầy. Còn em có lên ký không? Có, em lên tới 3kg rồi. Lên 3kg luôn hả? Em mập dữ lắm. Hay cái đầu em xui thôi. Xui luôn trời. Trời ơi, có thầy nói em kỳ á. Còn em thì thầy khỏi nói. Em cái gì cũng tăng hết á. Nhưng mà em tăng động. Thôi lúc nào em cũng tăng động em ơi. Thôi bây giờ anh em mình vô dựng liều đi. Ok. Rồi chia đội sao? Ok. Let's go. Let's go. Rồi nè, tập hợp lắc với nhau nè. Trời ơi. Làm gì vậy? Ba chân. Chở mẹ tao bay luôn rồi này. Trời ơi. Lắc với nhau nè. Nè, tập trung. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi. Tập trung. Gì mà giỡn, chưa mới có cắm cái chạy xong mà. Ủa, cắm cái liều xong mà giờ giỡn vậy đó. Em xin lỗi thầy, tại vì còn dư sức quá. Hai đứa này làm gì vậy? Em đứng đây cái anh Tâm chen vô luôn, em cứ nhảy nhảy không mà sao ấy được vậy? Cái mỏ của em á. Giỡn giỡn đi, hư cái mắt kiến nè luôn. Em đang đứng như vậy nè, anh đi ra coi. Em đang đứng vậy xong anh Tâm vô. Ngồi vậy sao ấy hả? Vô đây em. Mệt quá. Cái gì vậy? Ngứa rồi. Giỡn đã rồi ngứa. Năng động thầy vô thầy ơi. Vô nè. Giờ anh em mình sẽ lắc xí ngầu để chia đội. Ok. Nè, như thường lệ thì số nhỏ là một đội, số lớn là một đội. Ok. Hôm nay số lớn sẽ là đội VIP. Là được liều VIP á. Dạ. Đã được cái liều bự á nha. Dạ ok. Đội nhỏ là được cái liều nhỏ. Thí dụ như ở không đủ thì xây cái liều thêm gì đó tùy. Ok. Giờ kinh phí của thầy có nhiêu đó đó. Dạ rồi. Ok. Yeah. Vô đi. Để em lắp trước cho thầy ơi. Rồi. Anh lớn rồi, anh đi ra đi, anh nhường cho người ta. Đợi anh ba để em cho anh ba tin em. Ok, cho thằng này luôn thầy ơi. Anh ba tin anh chứ. Dạ anh ba tin em. Ủa trời. Lớn mà không biết nhường con gái nhà người ta gì hết trơn á. Đúng rồi đó. Rồi, để em nhường cho, để em lắp trước luôn thầy ơi. Rồi lắp luôn đi em. Rồi vô đây lắp đi. Để em cầm cho húi. Lắp đi, không bấm nữa, thầy không cho bấm nữa. Được chưa? Hết pin rồi. Một lúc vô số nhỏ nè. Rồi. Rồi, mở lên nha. Cui, ba la một. Ba la. 6 nút nha các bạn. Quá bình thường thầy ơi. Đó, mình khỏi quá hên rồi. Cho em luôn. Xung phong thì cho luôn. 1, 2 Rồi, dở đi. 1 nút nha các bạn. Em cũng sẽ phải nhận ra. Em đã đi xa từ hôm qua. Nói chung là hôm nay em cũng thấy có niềm là té vô bụi gai nữa rồi. Xui. Chúc mừng anh đã một nút. Rồi lắc luôn đi em. Lắc đi em ơi. Em nói nhiều quá. Đã một nút chắc rồi chết. Em không có vô mà. Em không có một nút đâu. Em bù ha. Hai nút, hai nút. Thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Sáu nút thì được đồ ăn ăn, một nút là em lại luôn đây ơi. Sau lúc thì nói chung là được ngủ trong ấm no. Em nói thầy nghe nè. Lắc là được liều bự chứ vô ăn không có gì đó. Đúng rồi đó. Rồi tới ai nè. Rồi xung phong. Đến gì nè. Gì một lúc rồi. Rồi lắc đây đúng rồi. Cầm cái cố vô. 1, 2 nè. 1, 2 5 nốt. Cũng được. Rồi 5 nốt. Dạ. Ê, anh em mày tên. Ê, nói anh em nha, thầy thấy ba anh Tài bên đây không? Tài lanh. Anh này thì được cái có tài. Tài lanh tài lẹt. Ủa, anh nói cái tài lanh tài lẹt đâu? Anh này là anh Tài. Anh này là anh Tài, còn anh này là anh Xỉu. Anh này là anh Xỉu. Xỉu thiệt. Còn anh này thì khỏi nói rồi. Anh đứng. Rồi lắc không em ba. Ba nói nhiều quá. Ba căng động vừa. Dở ra là tính nè. Dạ. Rồi luôn. Ê, anh ba. Mình tính sao? Em
Đó là số phận của em thôi, em đừng có khóc lóc gì ở đây trơn á. Ghê quá, lắc đi. Rồi. Trời ơi, đừng vô bộ phân. Cái gì kì vậy? Chi ơi chi, đừng chi ơi chi. Ui. Chi ơi chi. Rồi. Nói con. Còn anh hiểu anh. Số mấy? Số 1 thôi. Số 4. Số 4 là số lớn, số nhỏ. Số lớn rồi thầy. Chết rồi, số lớn rồi anh Tân ơi. Còn số lớn hơn mà thầy. Số lớn rồi. Chén mới nhon. Chén mới nhon. Sao lúc rồi? Ồ quên. Em quên. Lắc lên coi em lắc cho nó dừng đúng rồi, nhảy luôn. Phạm rồi đây. Sang. Cắt cầm cầm. Ai hết rồi em. Sao nó? Đúng rồi. Được. Em nói thiệt với thầy nha. Em bò bên này mà em cảm nhận được cô em á thì bên này hơi báo. Báo đời báo đớm mà đợt còn đỏ nữa. Sao cứ nói vậy? Không sao anh, thầy thấy em có năng lực lắm. Đúng rồi, còn em. Không, cần cứ bình tĩnh đi. Có chị là sẽ có đồ ăn ngon. Nhưng mà ngon hay không thì em không biết. Cái bỏ của em á. Thằng nãy quê đi anh hút kêu làm gì trời. Gì vậy? Rồi. Tâm lý rồi. Ơi, này lắc luôn đi em. Vô. Lắc một lúc xong rồi uống thuốc vô luôn. Sao cái xe ra. Coi chừng cái chân thẳng xỉu là bỏ lấy thuốc ra bỏ cái họng này nha. Rồi. Rồi dở đi em. 1, 2, 3. Mau. Lấy cái liều thuốc. Có thuốc. Nhỏ quá. Rồi. Ôi gì, bộ của anh bên đây lộn. Đúng rồi. Bên đây là 5 người nè. Em quên. Giờ em chỉ cần né số 4 ra là được. Rồi đó em. 5, gán. 5 đi chứ. 1, 2, 3. Ủa gì vậy? Ê, sao lại lại đây. Dính. Bỏ tay nè, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng. 5. Nhưng không sao. Tôi muốn anh Tài. Tài lanh. Tài khôn. Tài lẹt. Tài hiện giải thánh đại náo chi. Rồi đi vô nhận liều của mình đi. Nó nhiều quá. A few moments later. Vô anh em ơi. Nhỏ. Liền mình bự quá mình ngủ sao hết ta? Không rồi. Gậu ngủ mới đã. Thầy ơi. Ủa anh em mình cũng lộn sao liệu sập luôn hả anh em? Trời ơi lại ơi. Thằng ba vô không gãy đâu. Em ba vô mới gãy á. Được. Rồi anh em chân sung bật chân ta nhảy đồ. Nhảy sập liền. Thế vậy mà còn cười nữa mày. Đó đó. Cái liều bị gì hả anh em? Cái liều sao? Nó kệ anh em mình kìa quay ơi. Vô số liệu của anh. Chứ liều mình đâu bằng liều nó đâu. Tại em bà với thằng báo chứ ai. Ở đó còn nói nữa. Nhưng mà tôi chưa báo bằng thằng. Thằng Thạng báo hơn tôi luôn á. Ê mấy đứa có cần ké không anh cho ké nè. Đúng rồi. Như một chỗ chập phá rồi.
rộng dữ lắm. Ủa mà chợ đâu ạ? Bà báo à? Tôi không biết đâu. Tả lèo yếu quá. Cõi này là cái lèo hả vậy trời? Trời ơi, nãy thấy báo à. Để tôi lưu mà làm gì chửi trời. Anh có cách này lẹ lắm nè mấy đó. Gì? Cách gì anh Tân? Đau mày. Trời, buông tay ra đi để anh sửa cho. Dạ, ok. Anh Tân làm gì trời, chứ không được nghỉ trời. Anh em mình đi làm liều đi. Là sao vậy mọi người? Tao ăn cái liều đó chứ làm sao. Ồ, thật là quá cái chuyện. Nhiều gì mà mới nghe gì nhoi 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 gì đây ạ? Em mới dọn sạch sẽ cái liều thôi. Im lắm, im dữ lắm. Dọn sao? Bao im luôn. Bao im luôn. Nằm im một chỗ bất động. Đúng rồi. Túng rồi. Dưới đường mương á. Em mới dục xuống đường mương á. Cái gì? Dạ thầy. Nằm đó rồi thầy. Ôi trời ơi. Thầy không ở đây nè, thầy đừng có hỏi tụi em. Đúng rồi. Gì nữa? Tại sao thầy phải hỏi em? Đúng trong rồi. Khi cái liều của em rất là mát mẻ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Mà liều bên kia thì rất là ấy cũng mát luôn mà ở bãi chân luôn. Trời ơi, ở kia giờ. Không có chỗ ở kia gì hết á. Liều này là vậy á. Đúng rồi. Ui sao quăng cái liều dữ vậy? Sao quăng nè? Ê tụi em làm gì kìa? Rồi. Thôi. Mày xong rồi. Anh em chơi bỏ tôi nè. Anh em. Anh ba ra đi trời ơi quýnh hoài. Cho anh ba biết thì anh ba đập cái liều ấy. Rồi xong luôn rồi. Xong luôn rồi. Xong rồi con luôn rồi. Mất 29 chút rồi. Anh em chơi anh ba cho tôi anh em á. Anh thả luôn á. Thầy thấy không? Anh ba la từ nãy giờ mà đồng đội anh ba chạy mất dép hết trơn rồi. Cổ mình anh ba ở lại chịu đạn à. Anh ba ơi, thả ra đi nè. Ngoan, ngồi dậy. Ba, thầy nói em nghe nè. Em coi đồng đội em đắng kìa. Đắng kìa. Thầy ơi. Oh my god. Ba tính sao? Ba mới gì đạp vô thằng con của tôi đó. Còn quấy tay chào nữa kìa. Còn đạp vô cái liều nữa. Đúng rồi. Ủa là cái gì vậy trời? Ba tính sao? Dạ. À đau quá. Nên ba đạp trúng luôn rồi. Em cứu tôi đi em. Rồi thôi có nghỉ giãn không? Ok nghỉ. Nhưng mà bây giờ em phải cho đồ ăn ăn đi thầy. Ăn gì? Giờ đồ ăn được rồi đó. Đúng rồi đó thầy, nó bụng lắm rồi. Cái thầy không cho tôi quýnh lộn nữa đó. Ok. Nhà nào về nhà nấy đi. Dạ. Em mất nhà rồi đó. Nhà em đâu về thầy? Thì em tự làm chứ sao. Rồi, giờ anh em mình sẽ ra đây chơi một trò chơi rất là thú vị để chọn đồ ăn. Ok. Biết trò gì không? Dạ không. Tất nhiên là không biết rồi. Đúng rồi. Đó chính là trò con rết. Biết rồi. Này con gì trời? Đi vậy. Này con sao? Con thằng lằn quá. Đi vậy. Đi rồi. Tà lanh thì chứ. Kiểu sữa đây. Rồi có ai không biết trò này không? Dạ không. Thầy từ nãy thầy mới nói trò con rết mà thầy chưa phổ biến cho tụi em sao tụi em biết thầy? Đúng rồi. Là cái trò thường thường tuổi thơ của mình hay chơi đó. Là trò chơi sao? Như giống như cái trò mà tàu xe lửa vậy đó hiểu không? Nè, giờ hai đội ngồi xuống đi. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống, đưa hai chân thẳng ra. Rồi, đồng đội sẽ đưa cái chân vào đầu gối. Rồi, à vậy bấm thầy. Đúng rồi, đưa lên phía trước. Trước. Đồng thời các đồng đội đưa vô chân. À. Không phải thẳng rồi. Để nào thầy? Không có. Để lên cái đầu gối thôi. Tại giờ thẳng dài quá. Em lùi dài cốc, lùi dài cốc. Em lùi lại chồng. Rồi, dạ, trời ơi. Em ngồi thẳng lên. Cũng được. Thẳng thành công. Thẳng thành công. Em lùi lại thẳng, em lùi lại đúng rồi. Rồi. Chậm lùi lại. Đúng rồi vậy đó. Rồi tiếp theo. Không. Lùi lại chậm. Ờ đúng rồi. Lùi lại chậm cho chi gác chân lên. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Như vậy đúng không? Vậy rồi. Khi nào thầy chuẩn bị bắt đầu là dùng tay của mình để tiến về phía trước. À.
ai tiến về vạch xuất phát, ủa lộn, vạch đích trước chiến thắng. Yes. Thầy, em có điều muốn nói thầy. Nói đi em. Cái tay gì sao em giống nổi thầy? Tay nào? Hai tay, tay bên đây sao giống nổi? À, em quên. Con ghét. Cầm tay con ghét luôn. Nói nổi thì em xuống sao á? Em xuống sao rồi sao cân bằng được? Chứ giờ sao giờ? Thôi vậy anh đi ra luôn đi. Được hết. Nói chơi à? Được hết. Được hết. Nhưng mà em cố gắng thầy. Em xuống sao đi là em sẽ đỡ. Hiểu không? Thôi vậy anh xuống đằng sau đi. Cho mấy đứa kia lên, đằng sau anh ủi tới em, cứ việc đi tới anh ủi anh thôi. Lên đi ai? Lên đây đi cho. Rồi, đã gõ lực chơi chưa? Dạ rồi. Rồi, phần thưởng đó chính là đội nào chiến thắng sẽ giành được món ăn VIP. Đó chính là món ăn hải sản. Yeah. Ồ, ăn hải sản là sù tôm. Và đội thua sẽ được món thịt kho tàu. Thôi em ăn chay rồi. Fan ơi. Fan ơi. 30 chưa phải là Tết mà. Đúng. Chưa biết ai thắng đâu mà ngồi đó mà anh em ngay. Anh em mình ăn thịt kho trước, anh em mình đón Tết sớm luôn. Thịt chưa phải là khô đâu. Chưa chàng tiếng pháo vui bàn đó đây rồi. Rồi. Thì sắp tới Tết rồi, ăn thịt kho tàu đi cho nó nhớ về quê hương. À, món thịt Tết ăn tiếp hả thầy? Tàu tháo ăn su hè. Tàu lao rồi có. Ba xin sao ba? Tết thì mình phải có món gì? Thịt kho tàu. Đúng rồi, kho tàu. Giờ nhớ nhà không? Phải nhớ nhà đúng không? Phải nhớ thầy. Thì phải ăn kho tàu để nhớ. Nhưng mà đó em chưa thua mà thầy. Thì đâu có nói là em ăn đâu. À rồi. Ừ. Rồi vô thầy ơi. Rồi chuẩn bị được chơi chưa? Rồi vậy luôn hả không? Rồi. Không sắp xếp người hết hả? Khỏi thầy ơi, tụi em chiến mà. Chơi luôn. Rồi nha, thầy nhớ nha, thầy nói nè. Nè, thấy cái lá cờ ngay chỗ đó không? Dạ thầy. Lùi về. Cái chân phải dưới cái lá cờ. Lùi về. Lùi về. Rồi thầy nói nè, không có được lấn sang cái lề bên kia nha. Ok. Lấn là thầy cho thua luôn đó. Lấn. Dạ. Chuẩn bị. Vô. Được chưa? Dạ. 3 2 1 bắt đầu. Không được lấn sang lề. Không được lấn sang lề. Không được ăn gian. Nè, ăn gian là thầy phán thua liền đó. Lẹ lên, đúng rồi Tân ơi. Ê, không được nha. Tiến lên Tân ơi, đúng rồi. Tiến lên, nhanh lên. Lẹ lên. Nè, một lần nữa thầy phán thua liền đó. Nhanh lên, sắp tới rồi nha bạn. Sắp tới rồi. Một chiếc. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Nói em sao? Hay là em chớm lại thầy ơi. Chớm lại thua. Thầy chớm lại thôi, mình chơi ăn gian làm gì? Thầy này hai dối quá thầy ơi. Chơi ăn gian mà còn thua nữa. Rồi, xin chúc mừng đội Mô Phật đội bình thường. Yeah. Chiến thắng nha các bạn. Giang. Cho nở. Nước cho bớt tâm lý. Thua chậm lý con. Chạy lại đi có ơi. Đội VIP gì đâu mà chơi không. Không có mạnh gì hết trơn. Có hả cô? Không phải. Không phải thầy ơi, tại đội em yếu quá. Liêu, không có yếu mạnh. Cái này là tình đồng đội. Rồi bây giờ đứng dậy đi. Dạ. Buồn cái gì mà buồn. Yêu rồi ơi. Mình chơi có sự đoàn kết thì mình mới chiến thắng. Chiều nay thầy kiếm đội cái trò chơi nào mà có sức thể lực của thầy chơi rồi em rèn luyện mới lính em lại thầy ơi. Thể lực bảnh bằng bên đây không? Đúng rồi đó. Đây nè. Chỗ nào? Tao ăn su hào. Chứ đội em còn gì đâu mà đi không nổi luôn. Thầy có thầy. Thôi vậy mình chịu thua đi. Chơi sao vậy? Ủa, cũng là thịt mà. Ở bên đây nè có Khang, có Di, có Thội mà nói không lại người ta. Bên đây nè, tính như thẳng lặng gái đi. Đúng rồi, không sao. Thẳng yếu hơn em luôn thầy. Ừ, yếu hơn chi nữa. Em hơn gái nữa thầy. Em hơn gái nữa anh chị. Em đi đê chứ gái gì. Đúng rồi, em đi đê. Vô. Thôi bây giờ mình lấy đồ ăn mình ăn thôi. Cái bụng lắm mà. Rồi, vậy vô đi. Vô đi, thầy sẽ kêu anh chị kiếp xong ăn cho. Lẹ nó bụng lắm hả. Buồn cái gì mà buồn. Thì mới vô rồi tôi kết này đó anh em. Cái nào? Tôi kết cái này lắm mới đó. Ôi, cái đó là cái gì? À, salad bọn táo cô anh Tân.
Thân dẹp luôn. Đó là chùm tóc của anh Tân á anh em. Nè giờ view tiếp nè. Đây là dưa chuột. Dưa chuột ở miền Bắc kêu là dưa chuột, còn mình trong miền Nam mình là kêu dưa leo. Leo à, dưa leo, dưa leo, dưa leo. Còn này hả? Này là trái hồng. Trái hồng. Hồng mà gì? Trong miền Nam mình kêu cái cà chua. À, cà chua, cà chua. Cà chua. Cà chua. Trái hồng là cái gì? Trái cà chua là trái cà chua. Trái hồng. Trái cà chua. Em thấy cái là trái quýt đó đúng không anh Tân? Nghe gì chưa? Vậy là hai bay sai rồi, đó là trái quýt mới đúng. Ok ok. Cái này là chứ gì cũng được á. Đúng rồi. Anh em review tiếp đi. Tiếp nè. Vô, anh em biết cái này là cái gì không? Cái này là ba chỉ mực nè. À, ôi công dịch ơi, có kẹt, có kẹt. Mình là mực, bên mình là mực kho gì con? Mực kho tàu. Đúng. Mực kho tàu. Cái gì? Mực kho đồng chiên. Đồng chiên. Lại lại lại. Cái này là cái gì nè? Mực kho đồng chiên. Đội mình thì không có gì được, có cơm rồi anh em ơi. Anh em biết sao mà ta bị thiếu canxi không? Ừ. Sao vậy nội? Tại vì ta không ăn cơm nữa cưng. Ủa bên kia có ăn cơm không? Ủa cái này người ta kêu bằng cái gì? Trời. Watermelon. Là cái gì? Không biết. Ui không biết nói tiếng Anh cũng mày đặt nói nữa. Thôi anh em làm tôi mất mặt quá, anh em làm đồ ăn không đi? Đang làm rồi. Mất mặt tập 2. Đậu nước vô gì vậy? Dạ. Ui tụi em biết chờ. Thôi giờ mình review tiếp đi. Review tiếp đi. Vô. À, mực cờ đúng không? Đúng rồi. Anh Tân. Hả? Go. Bạn ăn gì chạy? Ăn heo. Bạn ăn heo, ăn heo. Bên bạn ăn hai neo. Anh em ở đây làm đồ ăn đi để tôi bản cho tôi nó biết thế nào là lấy đồ. Wow, nay đồ ăn sang dữ ta. Dạ mày. Ủa cái này là gì hả? Mực chứ gì mày? Ôi đồ nhà quê mực cũng biết nữa. Wow, wow. Hello năm bạn mực. Mực 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 mực. Kỳ ghê. Hay quá tụi ơi. Chúc kiếm mất. Bye bye hô câu cổ nha. Biết hô câu cổ là sao không? Là hô mất cổ cao là hô cao cổ á. Không sao anh em, mình có đồ ăn nhiều mà ngon rồi, đồ gì nữa. Đúng rồi. Nói gì kệ nó. Kệ nó. Đúng. Nhưng mà nó mình là mực mà. Nè có. Hello nè bạn hay néo nha. Rồi được rồi, anh em mình vô chế biến đồ ăn đi, đồ ăn nhiều quá ăn sao hết. Đúng rồi, ăn rồi. Tranh thủ thôi. Ê, Dũng ơi, trời ơi. Mấy con này nặng quá không biết nữa. Mình ướp gì anh em? Mình ướp mà Jinsu. À Jinsu. Anh em mình không có nổ như bên kia, mình kia nổ mà ăn với ẹt à. Thối thần. Công nhận mực đã thiệt anh em ơi. Trời ơi, đồ chiên mới ngon dữ nữa nè, mà ăn kèm với rau á là ngon dữ lắm không chị? Đúng rồi đó anh Tân, rau nó tươi như em luôn á. Thôi đi bời, bà hay ảo tưởng sức mạnh quá à. Em nói vậy là bậy rồi đó trọng ơi. Mà cái dĩa rau đó tươi thiệt, mà anh ăn hết dĩa rau đó luôn, không nào dành của anh nha cho. Không ai thèm ăn dĩa rau của anh đâu anh Tân ơi, nhìn là thấy ngán giùm anh rồi đó. Chứ em mà có cửa ăn rau tươi của anh hả? Anh em, tôi có canxi lại rồi nha. Trời ơi, công nhận uống nước cam này chắc đẹp da lắm nè. Mà da mình có đẹp đâu. Vậy cũng nói nên tên. Đúng rồi. Giờ anh em vô ăn đi. Rồi bây giờ mấy anh em mình vô nước luôn nha, bạn không để lâu nữa. Bên kia tao uống ngọt, bên mình uống nước suối, nhưng mà bên mình vẫn lớn nha anh em. Không, chưa? Bên mình bị ho. Rồi. Uống nước ngọt được. Đó, không. Anh phải lồng tiếng giống như em nha, để em làm lại.
một hai ba vô, hai ba vô, khoan mình hai cái thôi, ba cái chùm bên kia. À, rồi. Thôi anh em mình đừng nhìn vậy trơn á, giờ mình lo cảm nhận đồ ăn của bên mình đi. Đúng rồi. Okay. Rồi. Rồi anh em nè. cái đùi nãy giờ em chiên mà. Thôi em sao? Đúng rồi đó, biết sao không? Tại vì nguyên đám đồ ăn có một cây hot dog, nhưng mà trong đám tụi mình có một đứa gái thôi. Nhường đi có sao đâu. Thôi nhé. Thôi nhìn đi, anh đang học đó. Ăn canxi. Đúng rồi, canxi. Thôi chị nữa nè. Ăn gì không cô? Mời mấy bạn ăn hot dog nha. Hot dog của anh ta ngon không chị? Công nhận cũng ngon thiệt á. Trời, xúc xích của anh mà sao không ngon được. Yeah boy. À vâng. Thấy cái nồi thịt kho, cái gì gỏi nữa là thấy Tết tới rồi đó anh em. Ủa, Tết tới rồi. Tết tới rồi nè. Đó, có cái dính mai luôn. Đó là phải có mai nha các bạn. Tết mà không có mai nó kỳ dữ lắm. Đúng rồi. Ok. Mà Tết ăn mấy cái đồ chiên thì nó không được nha các bạn. Cho nên là mình phải ăn cái trứng cho nó ok mới được. Cái này là chuẩn bị Tết luôn. Đúng rồi nè. Đó, hợp lý rồi. Nhúng nước nữa nè. Đây. Mời bạn ăn hộp vịt kho tàu với mấy anh em mình nha các bạn. Thôi. Quá ngon rồi. Mùi điểm không có nhân luôn đó bạn. Mời các bạn nha. Ăn nó ngon lắm rồi. Đúng rồi. Tớt ăn kho tàu nha các bạn. Thì mình sẽ ăn với ớt luôn nha. Ơi. Đó. Không nữa. Công nhận nhìn cục thịt này nhớ nhà thiệt anh em. Chứ sao anh Di, chứ anh thấy nồi thịt kho là em nôn Tết lắm rồi đó. Thôi nãy giờ anh em ăn thịt kho nhiều quá rồi, giờ tôi sẽ ăn dưa hấu. Chứ tôi sợ ăn thịt kho vô tôi cảm động nữa. Trời ơi, giờ ăn dưa hấu rồi gánh thịt kho rồi có gì đâu. Trời ơi, không có khác gì đâu. Còn gì nữa không? Nhưng mà ăn gì nó sẽ không cảm động, mà ăn thịt kho vô nó sẽ cảm động, con hiểu không? Rồi cảm động sao, cảm động sao? Không hề giả chân chị Trang. Trời ơi, đây. Trái tương ớt này có hoa mai rồi nữa nè. Rồi nhìn nhớ Tết dữ mấy đứa. Đúng rồi. Tết gì? Tết đến đến. Đúng rồi, tết đến. Tết đó. Thôi, không sao. Mời các bạn ăn miếng mực với mình nha. Mực nướng. Nó dài nó giòn. Thì Tết đến mình mời các bạn ăn miếng phô mai nha. Phô mai nó ra sao? Béo à. Nói chung là giòn. Ngon. Ôi, mình giòn, mình toàn xúc xích luôn. Đi luôn, chấm vô. Quá. Ui, chiên quá ngon. Mời bạn ăn xúc xích với lại chả giò cùng với hai anh em mình nha. Mời bạn luôn nha. Vô. Ăn xúc xích làm như uống rượu giao bôi trong lễ cưới vậy đó, hai đứa này. Hai anh này là vợ chồng rồi. Trời ơi. Hai anh mày làm tao hết muốn ăn rồi đó. Trời trời, em cũng hết muốn ăn luôn rồi. Thôi ăn miếng gạo đỡ ngán coi. Trời, vậy cũng được đó hả chồng? Chắc anh cũng phải làm theo thôi. Gạo này tươi lắm nha. Anh làm theo cũng làm luôn. Dạ. À. Trời ơi. À. Hay quá, dạo gì dạo gì nhở? Dạo mang. Rồi chiều nha các bạn, anh em mình sẽ ra đây chơi trò chơi để chọn đồ ăn cho buổi chiều hôm nay. Yeah. Rồi thì buổi trưa. Đội này ăn đồ ăn ngon đúng không? Yeah. Bữa tối thì sẽ tới đội của em. Không phải. Sao em biết? Tụi em nói gì tại vì em đón trước được chơi. Hay phải phân khích cho tụi em chứ. Đúng rồi. Chứ mày nghĩ coi, bên này toàn là những con người khủng lồ không à. Mà hai còn muốn cho bên này ăn nữa là mới mốt hả? Bự hơn hai luôn á. Nhìn lại đi, không lồ chỗ nào. Nhưng mà bên bảnh hai gái, bên đây hai gái cũng đồng đều rồi. Đúng rồi, cái này là con gái của em. Ồ, bảnh đi con gái ơi. Qua luôn.
Rồi. Đuổi luôn anh Tài. Rồi nó giận á. Rồi rồi qua đây chú là chính. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ chơi một trò chơi đó chính là lon qua lỗ. Hả? Lại sao lại? Lại lại nhỉ? Em EV 1 tỷ mà em vẫn chưa hiểu nha. Vì chỗ đây thầy nói cho hiểu. Trình độ của em học tới lớp 2 rồi đó thầy. Thầy nói cái đó là em chẳng chưa. Từ từ đó hiểu. Giờ 1, 2, 3, 4 ra đi. Rồi. Rồi. 1, 2, 3, 4 ra ngoài đi. Giờ nè thầy chỉ cho. Thôi. Hiểu ngồi xuống đây hít đất đi. Hiểu tư thế hít đất đi. Hít đất phòng. Rồi. Rồi cái tay cậu chỏ đụng đất luôn. Rồi đầu gối đụng đất luôn. Đúng rồi, đúng rồi, vậy đó. Trời ơi. Cái gì vậy má? Em phải tiêu diệt này thôi. Đi cơm. Ai đồng đội của tôi. Xong rồi xong cơm. Vậy bây giờ. Thôi thôi con chó vô đầu em. Dạ. Vâng. Ờ đó mới chỗ. Rồi rồi rồi. Em phải lấy. Em phải lấy cái giải thưởng này mới được. Buông ra. Rồi sao nó thầy? Mới mua vậy. Đi đằng. Rồi bây giờ rồi, đi ra, mày đứng kìa. Sai ra. Đi. Đi sai ra. Em đỡ đồng đội em. Không có đỡ gì hết, đi ra luôn. Rồi em nằm đi, làm tư thế đi. Tư thế nãy không thầy? Ừ. Ê kia đi về mày. Lẹ lên cho thầy không biết là chơi. Cho nó tay vô cái đít em. Lẹ lên. Rồi đúng không? Rồi bốn người đúng đi. Rồi đồng rồi chen lên đây. Rồi nè, chân phải đụng đất vậy nha, đầu gối phải đụng đất, cù chỏ phải đụng đất nha. Hồi kia lắng nghe. Dạ. Quýnh em bây giờ. Thầy nói hết rồi đó. Thầy này giữ thầy. Thầy bình tĩnh, bình tĩnh, bất nóng, bất nóng. Bất nóng không ơi. Bất nóng. Rồi nè, hãy nhớ rằng cù chỏ và đầu gối phải đụng tay. Ok. Không được nhích lên. Dạ. Sau đó em đồng đội của mình sẽ chui. Vậy đúng không thầy? Chui. Biết chui không? Chui xuống. Nè, chui qua đi, chui qua đi. Đúng rồi, nè, rồi. Rồi. Chui qua đúng không? Rồi đứng dậy đi. Đứng dậy đi, im. Chui qua đúng không? Xong rồi. Một người nào. Từng người hết hết em đúng không? Tới Khang, tới Thoại, tới Ái, tới Di. Chừng nào tới Di là người cuối cùng, đội nào nhanh nhất, đội đó chiến thắng. Khoan thầy. Ok. Là giờ em chui lên đó, em sẽ làm tư thế này ở trên đó luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi em hiểu rồi. Bên đó hiểu chưa? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Em hiểu chưa? Dạ hiểu. Em quá quậy rồi. Hiểu chưa cô? Đừng để thầy nóng. Dạ. Tăng bách luôn. Được rồi em, xả dai em. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi em. Thầy ơi, xả dai rồi. Đít bự quá. Thầy, hồi nãy em vỗ nó mới nổ ra, nó mới nở ra. Thầy chừng, em có mùng nhọt, em hỏi em có mùng nhọt, cắt mẻ luôn rồi. Rồi. Rồi vô. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Later. Rồi. Rồi giờ thí sinh sẽ được thẳng tay nha các bạn. Dạ. Nhưng mà đầu gối vẫn phải chạm đất. Ok. Dạ. Đầu gối phải đụng đất nha. Dạ. Nói chung mà chơi thiệt hay chơi giả cũng vậy thầy ơi. Thầy cho mấy bạn này về trước đi chứ không kỳ lắm thầy. Em gán gáy đi, em đi chơi đi em biết. Trời ơi. Nhưng mà chui em ơi. Dạ. Chuẩn bị. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Lòn đi, nhanh lên, nhanh lên. Cái gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi, chui đi. Đúng rồi, chui qua luôn, rồi. Rồi, ai là người cuối cùng thì sẽ chiến thắng nha bạn. Ai nhanh hơn là chiến thắng. Trời ơi, con này cái gì vậy trời, con lăng quăng hay gì vậy trời? Trời ơi, hết kìa. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, tẹo, 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 tẹo. Ôi, con gì anh đòi? Con đòi. Lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên, được cuối cùng rồi. Rồi, hậu hình, bên đây chiến thắng. Rồi, nữa, Rồi. Rồi, cái cam này bể rồi, em phá nữa. Nhưng mà, em không có ý.
Rồi cái đội này lập. Ê, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ba. Tụi tôi. Cái đội này làm gì vậy? Thầy bài chơi chơi vậy thầy. Em đi bị dướng cái đầu đè cái mặt xuống nè thầy thấy không? Trời ơi. Trời má nghiệp. Thầy tạo cái trò chơi ngày hôm nay thì em cũng đã giải quyết được cơn thỏa mãn của em cho chị Trang hửi nách của em. Bụng anh đi và ba em đang loạn qua cái ảnh nổi của bụng luôn này. Dạ. Nặng quá rồi em, nặng quá tụi. Trời ơi, tự nhiên tụi vậy. Trời ơi. Trời ơi, nách thiệt. Trời ơi, gì cười quá vậy? Bên em có anh ta hồi nách. Em có anh đây. Bây giờ em sẽ xử phạt anh em. Thôi thôi thằng ơi cái cam của thầy trời ơi. Chạy 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 chạy. Thiệt. Em phải xuống bạn cái này mới được. Không được, dẹp vô dẹp vô dẹp vô. Anh tao nghe cái tội chơi quá. Em ra hết đất 10 cây. Lẹ lên. Trời ơi. Đi đi, không có xin lỗi vậy đó. Đi ra hết đất liền. Đi ăn đi anh bà. 15 cái. Đất lẹ anh bà. Hết lẹ anh bà. Rồi. Dạ. Dạ đội bên đây sẽ chiến thắng nha bạn. Kệ chó cười đi. Rồi đi vô. Thua mà cười với thầy. Đi xuống tắm rửa đi rồi chế biến ăn. Ok. Em đi vô hết 10 cái mới được. Thầy đứng này canh em nè. Em bảo hết đi kìa. Đi ra hết 10 cái em. Rồi còn lại đi tắm rửa đi. Dạ. Mình buồn quá bạn ơi. 1, 2, 3, 4. Trời ơi nhỏ này chui nữa. Rồi, tối nay ăn cái gì đây? Ăn vô khai. Ăn sườn nướng. Wow, sườn nướng khá ngon nha bạn. Chứ một sao rồi, hai đứa em nướng không lẽ không ngon đúng một không? Một là rồi, khác, rồi. Còn hai là sống. Pizza tập cẩm thầy ơi. Ôi. Cái gì vậy trời? Pizza tập cẩm. Cái gì, cái cơm mà bỏ tương ớt gì vậy? Chứ sao vậy? Món độc quyền đó thầy. Món độc quyền thầy ơi. Độc đạo luôn. Ăn vô xỉu luôn á. Không có xỉu. Đúng rồi. Hồi trước giờ thầy có nghe mì thanh long không? Có. Có nghe cơm thanh long không? Không. Như có mà. Có mà. Anh em nấu cơm tương ớt vậy hồi ăn vô đau bụng sao chịu. Đau bụng gì đau bụng? Đã cái này đau bụng ẻ luôn á. Cái này là món độc quyền của anh thời đại của anh em chúng mình, nhưng đúng mà rồi. Đặc biệt dành cho 24 giờ. Thôi nha thầy không có chứng nhận. Và đặc biệt một cái là cái đội không có gì ăn cơm tương ớt. Đúng rồi. Hey. Một lát á em sẽ cho thầy thử nghiệm cái nồi cơm này trước. Đúng. Dám ăn. Ở nhà bên đây ăn sườn màu nướng luôn á, không có gì ăn. Nhưng mà cơm mình phải đọc lại một xíu chứ thầy chứ. Ừ. Thầy thấy cơm trắng không hoài cũng chán đúng không? Cơm chán xong rồi ha. Vừa rồi. Đó là ai? Là sai hả? Vậy trời. Giới thiệu cái. Thì tăng trống đi cô cơm trắng rồi. Thì nói chung là chào mừng các bạn đến với kênh Múa Lân của anh Thần Quê Long. Kênh Tết Nhất. Thì Tết Nhất cũng như là một mẫu Tết. Thì mình biết là thầy sẽ đăng clip này trễ lắm cho nên là rồi xong luôn rồi. Ok, tiếp. Thì chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tết Nhất. Em ơi, nghe mùi em ơi. Gió đang ngược lại đó. Cái thứ nhất thì mình biết là một Tết thì các bạn cũng như là sẽ đi chúc ông bà cha mẹ có một cái Tết thật là an nhiên đúng không? Đúng. Thì cái này mình sẽ tặng các bạn một buổi múa lân thật đặc biệt. Vô luôn đi. Thôi máy bay nha, thầy đi nha. Chơi gì mà múa lân có thả bơm trống nữa. Ai chịu nổi. Trời ơi, hai đứa này ngồi tâm sự mỏng ha. Không có thầy. Tâm sự dày thầy. Tâm sự dày. Làm gì vậy? Trời trời ơi. Dám không? Trời ơi. Trời ơi. Chỗ người ta đang nấu lẩu à. Trời ơi, giới thiệu với bạn luôn. Nay mình ăn lẩu hải sản nha bạn. Ăn nhiều mấy cái con ọt ọt rồi bạn. Ơi, nay ăn thịt hai nén nữa kìa. Số ngày á, mình đặt nữa, mình đặt chế cơm tương ớt nữa. Hôm nay ăn lẩu hải sản luôn. Để có tôm nè thầy.
cái này là ốc nhồi, này cá viên nè, cá hồi luôn, hồi cá hồi, lại cái là cá dồ. Ôi trời ơi, cái gì cá dồ? Cá hồ. À, cá hồi. Cá hồi, cá hồi. Đúng rồi. Nhưng mà cũng phải có cái dồ chứ. Cái đó cá dồ vậy này. Ủa, bây giờ kìa. Nó ra lại. Không lẽ mấy chị kiếm bỏ tiền vô. Không biết. Dạ. Nói chung là chắc thấy mấy đứa cũng tội nghiệp nên là bỏ thêm vô ăn cho nó no. Trời, món em sang với tội nghiệp rồi thầy. Nè, món em ăn kèm với nấm kim châm. Đúng rồi. Mì tôm. Ủa, Hảo Hảo ơi đưa trời. Ủa, xin. Mày ăn mì Hảo Hảo mới ngon. Chứ đúng rồi, nó dai dai. Đúng rồi. Quá ngon luôn. Đúng rồi. Rồi, đảo đã. Nước banta nha bạn. Banta cam. Ăn nước cam. Còn ăn quýt tràn đầy vitamin C đúng luôn. Đúng rồi. Nay mấy nay mình quay về là hết thiếu canxi luôn. Đúng rồi. Rồi, nói chung là nấu xong cho hẹn ké nha. Ok. Giờ vô nằm nghỉ xíu em mệt quá. Ok. Thầy cho em sao? Hôm nay nướng lẹ lẹ cho thầy em cục nha. Dạ. Có lỗ một miếng. Thầy. Sao thầy? Thầy qua bên kia thầy. Hả? Thầy có thử cơm tương ớt của tụi em không? Ừ, thầy cũng muốn nếm thử coi nó ngon như thế nào em. Hay là dở gì hạch vậy? Dở gì thầy? Thầy cứ yên tâm, tụi em sẽ cho thầy ăn trước. Tụi em mới dám ăn. Thí nghiệm. Vì thầy là vật thí nghiệm của tụi em. Đúng rồi. Cuối của tháng giảm 200.000. Thôi em sợ thầy. Cái này là món độc quyền của tụi em hả thầy? Độc quyền phải không? Dạ, em là giám chủ giám đốc. Để coi thầy thấy ngon thầy chứng nhận cho. Chứ sao đại. Ok ok. Các bạn nhớ chia sẻ nha. Ok. 20 minutes later. Thêm miếng nước cờ này hả? Đơn giản. Quỳnh nhanh, quỳnh nhanh. Chiêu tướng. Lệnh tướng. Rồi sao nữa? Thì quỳnh tiếp chứ sao? Ăn luôn nè. Bộ anh không có não gì anh Tân? Anh thấy con xe em nằm ngay chỗ đó mà anh còn quýnh vô được hả? Trời ơi, anh nhử chú thôi. Coi anh quýnh nè. Trong, nói cho nó nghe. Chiêu tướng. Trời ơi, hai chú còn no lắm. Coi anh này. Lên xưởng. Lên xe. Ủa gì anh Tân, con này con ngựa mà. Xuống ngựa. Đi lại. Thôi anh Tân ơi, không biết quýnh thì thôi, ghét quá. Đặt màu màu nó nghỉ luôn đi. Trời trời, cái thằng này đang quýnh kèo cái bột hột dưa để ăn Tết rồi đi đâu mất tiêu rồi. Rồi ai trả bột hột dưa cho anh? Anh chỉ dạy ai chơi anh ơi. Đi sao ngựa nó không xe. Trời ơi, anh giỡn xe không được mày. Mặt quá. Rồi anh Tân, thứ bàn cờ tướng em gọi sao em cắp kẹo mới em dạ được. Tiếng cơm của em đó. Ôi, vô nước đây. Anh Tân đền bàn cờ tướng với em. Thôi uống nước đây. Cô ơi, vô bảo nè. Uống nước. Vô. Ê, trời. Hai quá. Ôi. Ê, tự nhiên hết nhớ vụ bạn nhà tướng anh Tân ơi. Lên pin. Vô, lên pin đúng không? Lên pin rồi. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Nói chung thì hôm nay anh em mình quá hay rồi. Sáng ăn ngon, trưa ăn ngon, chiều ăn ngon, tối ăn ngon luôn. Nói chung thì hôm nay anh em mình quá sung sướng. Wow, quá đẳng cấp, đúng chính xác. Anh em, bên kia chưa nướng xong nữa, thôi mình ăn lẩu đi. Ba ơi, để tôi. Đó, biết ba thiếu kinh si. Cho Nguyễn đuôi cá dồ luôn. Thôi, tôi ngán cái dồ cho mày cố bơi. Cho tôi con tôm mà được rồi. Rồi, không ăn thôi. Con tôm. Mì tôm. Miếng xả nè cốt. Xả nè, rồi. Rồi, nè. Con cốt nhiều nha. Mời bạn làm miếng tôm nha. Đó, tôm cho mời ấu lập bao ngon luôn nha bạn. Mời bạn ăn, ăn mời bạn nha. Mời mấy bạn ăn lẩu hải sản với anh em mình nha. Nè, ăn ốc đi. Đi bộ ốc, có trí nhớ để nhớ anh. Nhớ em được không anh Tân? Thôi cốt, để chị nói cốt được à. Đúng rồi đó. Chứ hai đứa nhớ nhau thì anh không có thèm đâu. Em đâu có nói là em nhớ anh Trọng đâu. Anh Tân nhớ em nè. Thôi, anh xin em đó. Em nhớ nó giùm anh cái đi. Ok. Vậy tôi nhớ cô nhà cô. Ok. Hai anh em mình nhớ nhau hoài. Trời ơi anh em ơi.
hai bà này mướn có mấy miếng thịt nè, mà nướng từ Tết năm này tới Tết năm kia luôn, chưa chín nữa. Quá trời lắm rồi. Rồi bữa ăn luôn, bên mình mới nướng à. Năm thứ hai mà trời không có sao, giờ sao một đống luôn rồi. Quá thì sao một đống sao. Nhanh đi. Bà anh gán đợi đi, một hồi bà bắn pháo bông là mới có đồ ăn. Trời ơi anh lại cưng ái ơi. Tới khi mà bắn pháo bông là anh nướng pháo bông anh ăn luôn rồi đó. Vậy em ăn pháo bông đi cho đỡ tốn rồi ơi. Thôi anh em gán đi anh em ơi. Hay là bây giờ mấy anh em mình ngủ dắt đi cho đỡ đói nè. Thôi chứ em ăn cà tím cho đỡ đói luôn anh rồi. Vậy mà em ăn cà tím thiệt luôn hả? Khi nói đi đóng rồi biết sao giờ. Rồi nó chạy vô nhà vi sinh không kịp luôn nè. Ở đây làm gì có nhà vi sinh anh Di. Ở đây là chạy cái bụi chuối xà cái chạy vô. 1 hour later. Đưa anh trước cho ai ơi. Đợi từ hồi nãy giờ mới có cơm ăn bạn ơi. Hai bà này nướng thịt gì mà giờ mới có ăn. Đúng rồi, nướng gì lâu rồi chứ. Nhưng mà ông định cướp chiếc cơm của tôi luôn hả? Thôi, mời bạn ăn cơm chinh xu với mấy anh em mình nha bạn. Đúng rồi. Đây là độc quyền của anh thời đại nha. Ngon, có vị cay cay nè. Có vị mặn mặn, ngớt ngon lắm nha bạn. Nhưng mà không biết chừng nào đi à. Trời ơi, không biết ăn được không nữa Thổi ơi. Vậy ăn thử đi, chị mới biết được chứ. Trời ơi, gấp lại miếng này nè. Đúng rồi. Nha, rồi chị đưa chén cho ông gấp cho nè. Khang ăn trước đi Khang. Trời ơi, cảm ơn. Ông bên. Gấp gì mới đúng. Ôi quê. Gấp cho Khang hả? Còn cục thịt của Khang đâu? Ở đây nè. Khang cưng nói gì cho ngầu rồi Khang. Cưng nói gì cho ngầu rồi. Để mang thịt giùm anh nha. Thịt trong đó nhóc. Khang miếng thịt của anh đó Khang. Thôi nói chứ Thời ăn đồ bắp đỡ đi. Có gì đâu mà anh em không mà. Rồi miếng thịt của em đâu? Đây. Trời ăn cơm miếng đồ bắp luôn cũng được. Ê con miếng không được miếng nữa. Không miếng cơm rồi. Ôi đồ bắp nó già còn hơn mình nữa. Cái ăn đồ bắp đi cho nó có chất. Còn chị ăn thịt cho đủ đạm. Nè, nói chứ chị cũng thương lắm, ăn cục này đi thôi. Ok, ăn cái này lắm. Ăn cái này đủ cái gì chị Trang? Đủ xương mặt á. Chị Trang. Thôi, chị mang rồi, chị ăn thịt được rồi. Mỗi người ăn miếng xương nướng với mình nha. Ai giặt mũi. Ăn đi chị Trang, chứ làm gì vậy? Em giúp chị mà. Có mũi này hơi đốm nha. Hơi giác nha. Mỗi người ăn miếng xương nướng với mình nha. Ai giặt mũi. Em đọc bên đùi em. Video, video. Mời bạn ăn miếng thịt nướng với mình nha. Miếng cơm nữa. Ngon không? Ngon không? Ra đói bụng ăn cơm ngon lắm nha các bạn. Mời bạn miếng sườn chu bin nha. What? Gì cười? Trời, người ta nướng không vậy đó mà làm sườn chu bin. Không, chín xu. Rõ không? Chị thấy đội bên kia kìa, người ta ăn xong từ hồi Tết trước tới Tết bây giờ rồi. Mình mới ăn cơm, mà ta ăn xong người ta vô người ta ngủ mắt cái đất luôn rồi. Mà bây giờ mình mới ăn cơm, chị thấy sao? Thấy vui chứ sao? chị Trang, hai chiếc cà chưa nướng chín nữa kìa chị ngồi chị cười hoài. Ủa mày cười, bữa không có vui đâu mà cười hoài. Vài bữa hai bà đừng có vô bếp nấu nướng giùm tôi cái. Tôi lại luôn á. Ok ok, vậy mốt khỏi vô bếp đỡ cực. Ngon. Nói hoài mang chén hai đó. Chén chị chưa hết luôn. Quăng con thịt cà bá vậy nè. Cơm lắp luôn rồi, sao ăn. Ráng ăn vô. Thì giờ ăn nè. Thì ăn đi. Rồi đội này sống vô ngủ đi ngồi đây nữa. Trời ơi, ba Trang ăn cơm rồi. Trời giờ này còn ăn nữa. Em ăn cơm rồi hả ơi. Nghĩ sao ăn chừa lại gì nè thầy. Trời em ngồi hả? Em ăn hết luôn chứ sao vậy. Làm gì ngồi đây vậy. Ngồi chờ thầy. Chờ gì. Chờ bả vậy. Trời ơi. Trời ơi con thấy. Thầy liên này. Em tức từ nãy giờ đó thầy. Tức gì. Nãy em nói thầy em mới vừa đi chợ đi xuống. Ai làm cái bụng. Mày không có làm đâu. Nè để em diễn tả cho thầy. Họ đang ngồi đúng không? Ừ. Họ vừa nhấc đít lên một cái. Em nhìn một cái bụm là hỏi địch chứ ai địch thầy. Mà em không có địch thầy. Ừ. Ừ.
ngái trọng trời. Cái niên đó hồi nãy giờ ngủ trọng ngái quá chừng ngái luôn á thầy. Thưa là trời. Mày nói thầy ha, hồi nãy ai đập em nói thầy lên bụi luôn. Mà không phải em. Thầy lên bụi luôn. Dạ. Thôi thầy em bớt đi em ơi. Thôi thầy. Tại vì nãy thầy ở trên trượt xuống cái nghe thầy thổi chứ ai. Thôi thầy. Em nín mỏ anh thôi. Ừ em nín nói thì em nói đại đi. Trời ơi, em cũng đạch được rồi. Thôi. Có lỡ địch á thì nhận đi. Em đứng từ tình kia em đứng lên cái em kịp buộc. Nhưng mà em không có đỡ. Trời ơi, không có địch. Mình không có địch nha các bạn. Dạ, em địch đó lại. Con như đây mà. Rồi, con nghĩ gì đó nghe nè. Bây giờ mình mở ra coi ai ngái trong quá trời. Nhẹ nhẹ nha. Để cho anh em ngủ nè. Coi ai ngái hả, coi ai ngái hả. Trọng, trọng, trọng. Trọng thầy ơi. Trời ơi, trời. Cảm ơn lắm. Mua. Im đi, im đi, cho bạn nghe. Cho bạn nghe nè. Cho hết nha. Đó. Ôi trời. Em đi thôi, em đi thôi. Quá. Trời ơi, tụi người ta đảo quá vơi. Thấy xạo quá. Rồi ra đây. Dạ. Về vô dọn dẹp cái khu này ha, để mai dọn dẹp ngủ. Dạ, mua mai dọn thôi chứ em mệt. Giờ đi ngủ thì buồn ngủ lắm. Chứ thầy nhảy coi bên này nè. Trời ơi, trời. Ăn như heo luôn thầy ơi. Lên chi thì giờ ngủ chổng không thầy? Ừ, lên chi ngủ đâu? Ngủ trong lều giống ngủ với tụi em. À, vậy là ba đứa em ngủ chung. Dạ. Đúng rồi. Ok. Mình cái gì vậy trời? Dạ. Đúng rồi. Ok. Ủa, trời ơi, gì ghê vậy? Ai đã bơm thầy ơi? Phải không? Rồi, với là trọng quá thầy ơi. Trọng là nằm mơ ngủ. Đang ngủ mà mơ. Một giấc mơ rất là nguy kịch. Ôi, đó cái này. Đi không ơi. Đi vô ngủ đi. Chạy thầy ơi. Khoan. Dạ. Chào bạn nè. À, quên. Quên. Chào bạn, anh em mình sáng dậy sớm. Ồ, dạ. Ok. Rồi, nếu bạn thấy video Sergi cắm chạy 24 giờ hội đồng của mấy anh em mình hay, hãy cho mấy anh em xin một like, đăng ký, đại trường. Để em hỏi mấy em nha các bạn. Còn bây giờ thầy, bye bye. Vô ngủ đây nha. Dạ. Ok.